Tổ liên gia ngõ 29 đường Mậu Dương, thành phố Hưng Yên được thành lập từ năm 2016 với hơn 20 hộ gia đình. Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư, tổ liên gia đã gắn kết các gia đình cùng nhau đảm bảo an ninh trật tự. Từ nhiều năm nay, tại đây đã không xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, tai nạn xã hội. Đồng thời, họ đã thực hiện việc vệ sinh đường làng ngõ xóm vào ngày Chủ nhật hàng tuần, treo các khẩu hiệu tuyên truyền về việc phân loại rác vô cơ, hữu cơ. Đặc biệt, trước các diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tổ liên gia đã treo biển tuyên truyền về các bước phòng tránh lây nhiễm virus corona, phát tặng và hướng dẫn các hộ gia đình cách đeo khẩu trang y tế, hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn. Đây là những việc làm thiết thực không chỉ giúp xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư mà còn chung tay với xã hội để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.